rồi em mới về đây, rồi Cẩm Tiên không chịu về. Thì trong lúc đó thì Cẩm Tiên có nói là cái lúc mà mang thai là em có kêu Cẩm Tiên bỏ thai không? Dạ có. Không phải là em ép buộc, là hai đứa cũng nói chuyện lại, nói chuyện với nhau là tâm sự trong một gia đình. Là một đứa là gia đình cũng khổ nữa anh. Con xin phép cô nói đôi lời như vậy, nếu mà cô có muốn thăm bé Tiên hoặc là gia đình mà bên chồng á là có muốn lên nhìn bé Tiên một lần để hai bên nói chuyện với nhau để gỡ rối, thì con nghĩ là nên sắp xếp một thời gian sớm nhất để lên gặp bé Tiên. Còn nếu mà cô không đồng ý thì không sao, tại vì ở đây cũng có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, người khác lo. Là con đây là con nói thiệt như vậy. Còn em vậy cũng vậy nữa em ha. Nếu em muốn có một trách nhiệm của người cha, một trách nhiệm của một người chồng, em muốn lên để gặp bé Tiên thì em cứ nói với anh Tâm. Dạ Trường mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trường Vlog. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay Trường và tất cả anh em như Tân Ròm để đến nhà chồng của bé Cẩm Tiên, là cô gái 20 tuổi đang mang thai mà bị nhà chồng hất hủi đó quý chú anh chị. Thì ngày hôm nay người nhà đã liên hệ được với anh Tâm Ròm, thì anh Tâm Ròm cũng kêu anh em đi xuống đây để tìm hiểu câu chuyện và ghi hình lại cho tất cả quý cô chú anh chị xem. Thì trước màn hình của quý cô chú anh chị, đây là nhà của bên chồng của bé Cẩm Tiên. Thì qua câu chuyện này thì Trường không biết là sự thật nó sẽ ra sao, thì mong quý cô chú anh chị mình xem video thì sẽ hiểu được cái nội dung và cái câu chuyện của bé Cẩm Tiên như vậy. Thật sự thì vài bữa nay thì bé Cẩm Tiên thì rất là đáng thương với cô chú anh chị. Đây là phía trong gia đình nhà chồng nè, thì đây là căn nhà mà Trường nghe nói là căn nhà này ở 6-7 người á. Dạ thôi bây giờ mình vào trong để mình trò chuyện cùng mọi người nha quý cô chú anh chị. Dạ con chào cô, anh chào em trai ha. Dạ chào anh. Thì cô ơi, thì chắc ngày hôm nay tụi con xuống đây thì chắc cô đã biết là trong câu chuyện là cô là bên mẹ chồng của em Cẩm Tiên. Thì qua nay thì anh Tâm Ròm á, anh có ra chia sẻ hoàn cảnh của em Cẩm Tiên lên trên mạng xã hội, thì được đó thì mấy anh em đây cũng hỗ trợ để quay. Thì khi mà cái câu chuyện của em Cẩm Tiên chia sẻ lên trên mạng xã hội á, thì nói là về vấn đề bên nhà chồng là có giận hờn gì đó, rồi không có muốn nuôi đứa bé, rồi nên bé Cẩm Tiên mới là bỏ đi. Thì cái sự thật, cái sự việc như thế nào thì con mong cô với em chia sẻ lại cho mọi người cùng hiểu, để hiểu rõ về hoàn cảnh của mình nhiều hơn và có cái hướng giải quyết cho bé Cẩm Tiên, để cho bé nó có chỗ nào an tâm để bé sinh em bé ra. Dạ thì cô giống như cái câu chuyện này nó sẽ như thế nào mà khi mà hai người xa nhau vậy con? Cái đó thì em cũng không biết. Thôi mà nói là không ai đồng ý nuôi con cháu mà mình sao được. Cái đó là cái kiểu hai đứa nó ở trên thành phố á, hai đứa nó làm sao mà giận hờn thì đó em không biết. Dạ. Nhưng mà hồi nó đi là lúc đó con này 9 tháng thì nó ra nó đi làm, hai đứa cuốn gói đi làm. Dạ. Thì em cũng nó đi làm, em cũng không thấy đi làm. Rồi em nói thôi giờ con đi làm công ty nổi, con về con ở nhà với mẹ đi, rồi với con đi rồi mẹ đi làm. Em cũng có nói vậy. Rồi sao hai đứa trả làm sao em không biết. Cái đó tả thì em không biết thiệt nha. Dạ. Em chỉ ở cái khúc dưới này em nuôi con đó thôi, chứ còn em không biết ở trảnh. À, đứa bé mà cô đang ẵm trên tay là con Cẩm Tiên và em trai đây. Dạ. Dạ. Em trai em tên gì? Dạ tên Châu. À, Châu. Châu nay được nhiêu tuổi rồi Châu? 24 à. Ờ 24 tuổi. Thì hiện tại vợ em đó là có lên trên mạng, em chắc có xem mà đúng không? Dạ. Em thấy vợ em nói như vậy thì em ý kiến của em như thế nào? Dạ ý kiến là có những cái không đúng. Không đúng hả? Dạ. Rồi cái nào không đúng sự thật em cứ trình bày ra cho mọi người biết. Dạ, cái không đúng là về đây hâm con là không có mẹ chồng, không có cấm cản, là không có về mà nói cấm cản là không đúng chính xác sự thật. À rồi sao nữa em? Dạ cái thứ hai là em kêu Cẩm Tiên về đây ở với mẹ với dưa leo, nuôi dưa leo, nuôi con em. Ừ. Là về đây nuôi đi, rồi hai mẹ con ở quê làm kiếm tiền nuôi hai đứa mà Cẩm Tiên không chịu về. À. Chứ không phải là bỏ rơi. Rồi Cẩm Tiên không chịu về á, rồi mấy tháng nay á đi đâu Kiên Giang cái gì em cũng không biết, tại vì không có điện cho em. Tại em không biết. Rồi về Vũng Liêm này em mới biết, tại vì ở gần đó đối diện với cô em mà. Ừ. Làm gì em sai không biết được. Ừ. Nhưng mà Cẩm Tiên không chịu về, chưa có thể mà giáp mặt nói chuyện được. Ừ. Dạ, rồi chỉ có nhiêu đó. Thì ở đây á là ngày hôm nay anh biết Tâm Ròm, anh Tâm Ròm là người đầu tiên xuống quay hỗ trợ bé Cẩm Tiên.
là do là bé đang mang thai, và cái sự khó khăn của bé thì hầu như là hiện tại tất cả mọi người, cả triệu người ta đang theo dõi bé, chứ không phải là ngàn người đó, giờ lên tới 2 triệu người rồi. Thì bé có chia sẻ là khi mà em và Cẩm Tiên lên Sài Gòn để mà mưu sinh á, thì trong cái lúc mà đi á, thì lên đó thì có giống như hai người giống như là có không còn tình cảm nữa, đúng không? Không còn tình cảm. Dạ. Nhưng mà cái lý do vì sao mà Cẩm Tiên, em và Cẩm Tiên chia tay luôn? Là lý do là em kêu Cẩm Tiên về đây ở đi, rồi mẹ em nuôi, là nuôi là đi làm nữa, phụ nuôi hai đứa con. Dạ, về đây rồi ở đi, rồi Cẩm Tiên không chịu về. Rồi em ở chảnh cũng đâu có việc làm đâu, đâu có tiền đâu ở chảnh. Rồi em mới về đây, rồi Cẩm Tiên không chịu về. Thì trong lúc đó thì Cẩm Tiên có nói là cái lúc mà mang thai là em có kêu Cẩm Tiên bỏ thai không? Dạ có. Không phải là em ép buộc, là hai đứa cũng nói chuyện lại, nói chuyện với nhau, là tâm sự trong một gia đình. Là một đứa là gia đình cũng khổ nữa anh, là một đứa là mình nuôi không nổi, là nuôi đứa nữa là cũng biết là khó, là mình biết tội lỗi rồi. Nhưng mà là tới em cũng nuôi lớn, cũng tới 5 tháng mấy, rồi bé Tiên không bỏ, rồi cũng nuôi. Nuôi rồi em mới về đây thôi mà, em cũng mới về đây chắc tháng à. Dạ. Là cái thời điểm mà em kêu bé Tiên phá thai, nhưng mà bé Tiên không có phá. Dạ. Nhất quyết là không phá, đúng không? Dạ. Rồi từ cái chuyện mà phá thai là giận hờn luôn hay sao? Không, còn, vẫn còn ở chung bình thường. Dạ. Khi mà thai lớn 5 tháng rồi là bé Tiên mới bỏ đi? Không, em về quê, rồi bé Tiên ở chảnh. Là lúc mà từ mang thai tới ở chảnh là 5 tháng, là lúc ở trên Sài Gòn ha? Là lúc đó em còn ở chảnh. Dạ. Rồi khi mà em về quê là Tiên ở lại trên Sài Gòn một mình? Dạ. Là từ lúc em về quê luôn hay sao? Em về em có liên lạc lên không? Dạ, cũng có liên lạc với anh, tại vì anh ở gần. Ủa sao không liên lạc với Tiên mà? Sao mà em liên lạc với Tiên? Dạ thôi, liên lạc không được. Ủa mà hai vợ chồng đi làm chung mà, đúng là về chung chứ sao mà? Dạ. Em về trước rồi vợ còn ở lại. Dạ, tại vì Cẩm Tiên là không chịu về. Là do Cẩm Tiên không chịu về chứ không phải là do em, phải không? Dạ. Ví dụ con muốn về thăm thì về chứ đâu có ai ép buộc được, tại vì giấy tờ là ghi vợ chồng mà, đâu có ai ép buộc ngăn cản cấm cản gì được. Dạ. Rồi rốt cuộc là vì cái chuyện mà đó là xong, hai đứa xa cách dần tới giờ. Dạ. Rồi tới lúc mà Tiên nó về đây ở, em nói là ở phòng trọ đó là ngang là đối diện là bà con với em mà, đúng không? Chị hả? Rồi em có biết Tiên nó ở đó không? Dạ không, mới biết đây thôi. Là lúc mà anh Tâm quay lên mới biết hay sao? Đúng rồi. Trước đó là không biết. Không biết. Mà khi mà Tiên lên mạng như vậy rồi em có nghĩ gì vấn đề về Tiên không? Cũng không nghĩ gì. Mà sao mà Tiên không chịu về đây thì em không biết. Mà trước đó hai đứa không có cự cãi hay sao? Dạ không, đâu có cự cãi gì đâu. Em nào giờ không cự cãi, cự gì với Tiên hết trơn. Ở trên đó thì em đi làm, em vẫn chăm sóc Tiên. Dạ. Mà không biết vì sao mà Tiên nó bỏ đi như vậy. Dạ. Thì anh lúc mà anh ghi hình á, thì Tiên có nói với anh điều này nè. Khi mà lên lúc mà mang thai 5 tháng á. Dạ. Thì em đòi bỏ, kêu là bỏ thai đi. Tiên thì nhất quyết không chịu, để thai lại. Nhưng mà trong khi em bỏ em đi về quê, chắc Tiên không biết, là tưởng là em bỏ Tiên luôn hay sao đó. Lúc đó em về quê em có nói với bé Tiên không? Dạ có, em có nói. Là có kêu em nó về không? Dạ có kêu. Là lúc trước khi em về đây đó, là em kêu trước để về rồi. Là trước khi đó tháng thì kêu về đi, rồi về làm, về giữ con đi, rồi mẹ với con đi, em đi làm. Công việc hiện tại em muốn về quê, em đang làm công việc gì? Dạ đi giao hàng cho sữa, mà cũng bấp bênh lắm anh ơi, từng làm được có 2-3 bữa. Dạ, tại vì thành phố anh cũng biết rồi, giờ thành phố thất nghiệp mà. Rồi giờ mình vô công việc chính ha. Dạ. Cái câu chuyện chính ngày hôm nay tụi anh xuống đây để thăm dò ý kiến gia đình, là có mong muốn rước bé Tiên nhìn lại về đây hay không? Thì anh nói rước thì em cũng không biết nói gì. Bé Tiên hai đứa nó đi làm, tự nhiên là nó đi như vậy á, là thì bây giờ nó muốn về ở với gia đình em thì nó cứ về ở với gia đình em. Em không có ép, không không có phải là em đuổi nó đi, phải không? Em vẫn chấp nhận nó về, nó về nó xin lỗi gia đình em, ví dụ cái gì đó thì nó cứ về đây, gia đình em vẫn lo cho nó, săn sóc cho nó, con nó rồi em cũng sẵn săn sóc ở đây. Nhưng mà có cái là nó nói là nó về đây mà gia đình em không cho nó vô thăm con, đó là em không đồng ý. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó nói nó làm đi làm bông trang bị giảm biên chế,
cái đó là em cũng không đồng ý. Vô thử việc chưa hết một ngày là nó đã nghỉ, nó không làm rồi, đâu mà giảm biên chế. Như vậy thì bây giờ em cũng chấp nhận nó bình thường, em đâu có làm gì với nó đâu. Thì mang bầu em không hay không biết ha, em không hay không biết gì hết, mới biết hồi hôm qua, thằng này cũng giấu em luôn. Bé Tiên có nói chồng biết nhưng mà cô không biết. Dạ, cũng như nó sợ bé Tiên có nói. Có nói với em là mẹ chồng không hề hay biết là bé Tiên đang mang thai. Chỉ có người chồng biết mà người chồng kêu phá thai thôi. Hai gì bé Tiên, bà mẹ chồng không biết. Bà mẹ chồng không biết. Bé Tiên như vậy, bé Tiên điện về nói mẹ ơi, thôi bây giờ con có bầu con đi mần không nổi, thôi con về đây mẹ nuôi cho con, mẹ lo cho con. Em chắc cái gì cũng được hết chứ em không có nói gì hết, mà tại vì con nó còn nhỏ, dâu con mình nó còn nhỏ. Em nói với anh phải không? Thì cái gì nó cũng có cái chuyện từ từ, ví dụ như giờ sửa đổi tính tình từ từ thôi, em cũng bình thường. Tiên nó mới 20 tuổi rồi. Dạ. Nó còn quá thì nhỏ. Em biết nhỏ, thằng này cũng nhỏ mà đứa này đứa nào cũng còn nhỏ hết đó. Đứa nào cũng còn con nít hết. Dạ. Thì là Tiên đi mấy ngày nay là em cũng đâu có liên lạc để đi kiếm Tiên luôn hả? Dạ không biết. Là... nhưng mà có liên lạc với chị. Rồi em mới biết. Đi mắt rồi thì em không biết luôn hả? Từ khi anh này là về quê luôn á. Về quê Sài Gòn là đi luôn. Dạ. Nó về quê mấy tháng nay. Là em tưởng là còn trên Sài Gòn. Dạ, tưởng đâu là nó còn ở trên Sài Gòn. Nó vậy là hàng ngày là em không có điện thoại qua lại hỏi thăm. Điện dạ. Có điện được không? Đâu điện được đâu, số chặn mà. Vậy đó hả? Anh nghĩ là cái lúc mà em đi á, em không có nói nhiều gì với Tiên đúng không? Em chỉ kêu là về quê thôi. Về quê thôi chứ em cũng em về trước, em bỏ Tiên không chịu về em bỏ em về. Em giận quá em bỏ em về. À là cái từ lúc mà hai đứa giống như có cãi nhau trong lời nói. Giống như cái hàm ý á, thì hai bên không hiểu nhau. Rồi em bỏ em về quê. Rồi Tiên nghĩ là em bỏ nó. Rồi nó mới lưu lạc cái đi dập tùm lum tùm la hết qua tới Kiên Giang này kia nọ. Dạ mà không hề điện cho em tiếng nào chứ. Mà lúc đó em bỏ về em có nói không? Có, em về em nói mà. Em là không người... điện. Ủa nó vô nó buồn chồng nó, em cũng còn. Nhưng mà có lúc là ra kiếm không? Anh em ở trển, lại gì ở trên trển còn anh nữa. Dạ và con. Nãy giờ gia đình lên mắng chi nói này nói kia em dữ lắm. Nhưng bây giờ em thật lòng em có muốn là Tiên về với em chung sống lại như ngày đầu không? Cái tình cảm vợ chồng đó. Dạ em còn nhưng mà tại vì bé Tiên không muốn về. Cũng clip của anh cũng thấy rồi đó. Nói gia đình cấm cản đâu chịu về đâu. Bây giờ mấy anh nói sao thì giờ hai bên. Thì bây giờ nó về thì đồng ngay cũng chấp nhận lo cho nó ăn uống xanh nở đồ này kia. Không phải là thấy nó lên về nó có tiền rồi tụi em chấp nhận nha. Không thì con cũng hỏi thiệt với gia đình như thế này. Khi mà bé Tiên nó đã bắt đất dĩa nó vô đường cùng rồi, nó mới cầu cứu anh Tâm. Đây là con nói thiệt nha. Khi mà nó đã hết đường để cứu rồi á, nó hết tiền, hết khả năng, hết sức lực rồi, nó mới cầu cứu anh Tâm ròm là anh ơi, em đang bị mang thai như vậy đó, em đang ở nhà trọ, em không có tiền ăn, em ăn mì gói không à. Rồi mì gói em không có ăn nữa, nó những cái tin nhắn nó còn nhắn cho anh Tâm ròm ở đây vẫn còn lưu. Thì khi mà con người mình đã vô đường cùng thì bắt buộc là phải cầu cứu. Thì nhiều khi lên trên mạng xã hội nó than nó khóc là chuyện bình thường, nhưng mà cái đáng thương của nó là đáng thương tại sao, nếu mà tại sao chồng hai người gì đưa hai vợ chồng ở với nhau mà không có một cái lời nói nào cho mẹ chồng biết là con dâu mình đang mang thai hay là vợ mình đang mang thai, tại sao em cũng giống như vậy? Nó thấy em mất con mày rồi chắc nó cũng gầu lo, nó cũng giấu con. Không, cái này anh hỏi thì tại sao em lại giấu gia đình mà không cho mà gia đình biết là Tiên đang mang thai vậy? Mà bắt buộc phải Tiên phải phá thai. Không, em không có bắt buộc phá thai. Em có kêu không? Em có không, hai đứa nói chuyện rồi hai đứa đồng ý chứ em không có bắt buộc. Là em có nêu lên ý tưởng là phá thai đi. Dạ đúng rồi, có nêu nhưng mà là trước khi đó nêu là em đã hai vợ chồng nói chuyện. Là có anh nữa, có người làm chứng luôn là có ghi âm lại hết luôn là hai vợ chồng đồng ý. Rồi em cũng hai chồng cũng đồng ý là em mới chở đi. Trước khi đó là đi là em lúc đó là em cũng không có tiền, em mượn của anh, cái anh nãy giờ em nói á, rồi anh làm chứng á, anh cho mượn rồi đi phá rồi Tiên giữ lại. Mà tại sao mình nghĩ lúc đó mình đi giấu mẹ? Sợ mẹ gầu mẹ lo bệnh.
Thật sự thì cái này là chuyện gia đình, khi anh chỉ muốn là tìm hiểu giúp bé Tiên thôi. Dạ. Tại vì bé Tiên là được anh Tâm anh quay rồi. Dạ. Là mọi cộng đồng đang yêu thương, đang muốn nâng đỡ giúp đỡ bé Tiên sanh con ra cho mẹ tròn con vuông. Thì hôm nay gia đình liên lạc với anh Tâm, thì anh Tâm nhận lời để xuống đây để mà giống như là ngồi tâm sự cùng với gia đình, chứ không phải là muốn moi móc cái chuyện gì cả. Mình muốn để cho tất cả mọi người thấy được là bên nhà chồng như thế nào, thì cái câu chuyện nó như thế nào thôi. Chứ không phải là để mà hai bên cắn xé đấu đá nhau. Thì em á, thì em là người chồng, em là người hiểu rõ nhất trong câu chuyện. Thì anh chỉ hỏi khuyên câu, nếu mà phá thai đi rồi em còn thương Tiên không? Dạ còn chứ. Mà, thương mà lúc đó mình có tâm sự kỹ cho Tiên nó hiểu không? Dạ có mấy lần vậy luôn chứ không phải một lần. Dạ. Rồi rốt cuộc là Tiên cũng đồng ý, nhưng mà rốt cuộc quay xe là không sợ không phá thai. Dạ đúng rồi. Từ đó là em mới về quê. Không, sao lâu lắm em mới về nữa. Lâu lắm. Có mới về đây vậy, em mới về đây rồi. Dạ, mới về đây rồi. Thường là mấy cái vụ mà bà bỏ em bé như vậy là thường người mẹ mang nặng đẻ đau, là cái tâm lý của họ là bị sốc. Sốc. Sốc nhiều, bị chết á. Nhưng cũng, em cũng với Tiên là cũng có trao đổi gia đình, không phải là mình ác gì hay gì, là gia đình cũng vậy á, sao cũng khó khăn á anh. Nhưng mà em không có bàn với mẹ em, mà em chỉ bàn với Tiên thôi. Cái chuyện đó quan trọng mình phải nói với người lớn. Đầu tiên nhầm ghi anh nghĩ là Tiên nó bị sốc tâm lý, tại sao chồng mình lại bỏ con như vậy. Rồi mà trong khi đó giấu bên mẹ ruột của chồng nữa, thì nhiều khi nó đẩy cái câu chuyện nó cao trào lên. Thiệt sự là em giờ xuống nhìn Tiên nó rất là thảm luôn. Nó bị sốc tâm lý rồi nó bị tùm lum hết. Như là hiện tại thì Tiên nói là Tiên bị trầm cảm á. Lúc mà em bỏ em về quê á là Tiên bị trầm cảm luôn á. Mỗi lần mà tụi anh mà nhắc tới chồng hoặc là đứa con trai, đứa con gái, đứa con gái là Tiên đều rơi nước mắt và khóc. Coi clip là chắc hiểu mà. Thì vậy thay vì nó về Vũng Liêm, thay vì nó về tên này, nó về tên này nó gặp em. Đúng không? Nó gặp em. Thì thằng này thì sao không biết, thì nó gặp em, nó nói chuyện với em. Cô biết sao không? Em nó không dám. Tại vì không dám, mình đâu làm gì sai đâu, mình không dám. Tại vì chồng giấu mẹ ruột rồi, lấy gì mà con nó đủ cái can đảm, con dâu mà đủ can đảm để gặp mẹ chồng đi nói chuyện. Can đảm gặp mẹ chồng cái đó mới là quan trọng, cái đó mới là... Nó còn quá nhỏ cô à. Cô trách vậy là trách tội cho bé, tại vì nó còn quá nhỏ. Em nói thôi, thay vì nó về đây, tự nhiên nó đi vậy ha. Thì thay vì về đây em lo lắng hết. Chứ không phải ở đây, mình biết rằng vậy. Nhưng mà ngược lại nếu... Tràn lan ra rồi bao nhiêu người rồi... sỉ nhục gia đình em từ nào vậy rồi. Thì con chỉ là mong cô hãy hiểu và thông cảm cho em, nó là như thế này nè. Bé nó còn nhỏ, rồi một phần nữa nó bị vừa sốc tâm lý là anh này anh về quê. Nó nghĩ là anh này bỏ nó. Nghĩ là bỏ. Rồi sau đó giờ đã chuyện phá thai, với giờ chuyện có thai, đã giấu mẹ chồng không lẽ giờ mặt mũi đâu, giờ gặp bà già chồng. Rồi gặp bà già chồng, giờ nếu mà con nói hơi ác nha. Không phải, lúc trước đứa này cũng giấu luôn. Là do hai em, do em thôi, là do em. Mình có được baby thì mình rất là vui, rất là mừng. Mình đúng là gia đình cũng rất là mừng. Tại sao mình giấu cái vấn đề đó? Hai đứa em làm như vậy là mỗi tháng khoảng bao nhiêu tiền mà mỗi tháng là đúng rồi, làm lương trả anh thu nhập là tháng bình quân là 6 triệu. 6 triệu, anh nghĩ với cái mức 6 triệu mà hai đứa tặng tiền là vẫn lo được cho hai bé được. Nó thật sự hai vợ chồng có nhiều trường hợp mà người ta ốm đau em, chỉ làm một người thôi mà làm 2-3 triệu bao, 2-3 triệu bao 1 triệu thôi mà nhà con nhóc luôn vẫn lo được. Nên là nội làm chứ này là cho bé là hết 3 triệu rồi, nhà trọ hết 1,5 triệu rồi, ăn uống nữa anh đâu cũng không đủ nữa. Hai vợ chồng em thì mà bé Tiên không chịu đi làm nữa, ở nhà nài hoài đó, chứ đâu đi làm đâu. Cũng có một cái nữa là nghĩ như thế này, do tuổi hai đứa nó còn nhỏ nữa. Em anh trai năm nay là 24, Tiên mới 20 à. Thật sự nhìn em trai còn rất là trẻ tuổi, và cái suy nghĩ nó chưa có chín chắn giống như người 30 hay là 30 mấy. Không thì mình nói thôi, mình quay lại cái câu chuyện chính là về vấn đề của bé Tiên, mình giải quyết sao đi. Còn cái chuyện gia đình sống sao thì để tự gia đình suy nghĩ, còn mình thì mình chủ yếu là anh em mình đến đây mình tìm cách để gỡ rối cho bé Tiên, để tìm cách nào cho bé Tiên nó tốt nhất có thể. Tại bây giờ thì đến đây gặp được cô và gặp được em đây. Thì thật sự thì con xin phép cô nói đôi lời như vậy, nếu mà cô có muốn thăm bé Tiên hoặc là gia đình mà bên chồng á là có muốn lên nhìn bé Tiên một lần để hai bên nói chuyện nhau để gỡ rối, thì con nghĩ là nên sắp xếp một thời gian sớm nhất để lên gặp bé Tiên.
Còn nếu mà cô không đồng ý thì không sao, tại vì ở đây cũng có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, người khác lo. Là con đây là con nói thiệt như vậy, còn em vậy cũng vậy nữa em ha. Nếu em muốn có một trách nhiệm của người cha, một trách nhiệm của một người chồng, em muốn lên để gặp bé Tiên thì em cứ nói với anh Tâm sẽ giống như là mình tạo cái điều kiện để cho gia đình giữa bé Tiên và giữa gia đình mình gặp nhau để gỡ cái khúc mắc nó ra. À, hỏi là cái nữa là bé Tiên có chịu gặp bên đây? Có, anh chắc cú là có. Là có, hỏi cho chuyện đến đây rồi. Anh đã hỏi cho rồi. Đó. Mà quan trọng ở bên nhà chồng là có chấp nhận để mà ngồi nói chuyện với bé Tiên, để ngồi để cho bé nó phân tích làm sao, tại sao con bỏ đi ra không. Đúng rồi. Đó là cái chỗ đó là cái điểm mấu chốt của câu chuyện ngày hôm nay. Rồi. Còn nếu mà bên gia đình chồng không chịu nữa thì ở đây Trường với anh Tâm đây với lại tất cả anh em đều có cái hướng giải quyết cho bé Tiên luôn. Là nói là thật sự là có nhiều cô chú anh chị rất là thương bé Tiên, là muốn nếu như bé Tiên không có chỗ dựa dẫm để mà sinh nở thì vẫn có những cô chú anh chị khác dang rộng vòng tay ra giúp đỡ cho bé Tiên. Dạ. Là đón đứa con này á, anh nói thiệt với em, đứa con của bé Tiên sinh ra là trong niềm yêu thương của 1 triệu dân, hàng triệu người ở trên cộng đồng mạng, chứ không phải là một cá nhân ai hết. Đứa con này là đứa con của tất cả mọi người đó, là mang tình yêu thương của mọi người dung đắp vô cho đứa con này đó. Nếu mà nó là nó hạnh phúc nhất rồi đó. Dạ thì đó, con cũng mong muốn vậy thôi. Thì mong muốn là vậy á con. Dạ. Chứ bây giờ tuổi này thì nó cũng không có bên cô cũng không có muốn là tụi nó xa nhau. Dạ. Nhưng mà Tiên đi là Tiên không có nói. Rồi tới chừng Tiên nói Tiên giá Tiên thăm gì kìa, coi trong cái clip đó nói thăm á thì cô không có về. Dạ. Vậy từ hồi 9 tháng tới giờ là Tiên không điện thoại, Tiên không tâm gì hết. Dạ. Đau lòng lắm. Vậy con ngày hôm nay tụi con anh em con á là mong muốn xuống để nói chuyện với lại phía bên gia đình bên chồng nha. Đó. Thì con tụi con cũng mong muốn là nãy con hỏi ý kiến Tiên á, là em ơi, nếu mà em có đủ can đảm để ngồi lại với bên nhà chồng em để mà trò chuyện, để gỡ khúc mắc rồi hai bên, em còn thương chồng em không? Bé Tiên gật đầu vẫn còn nói là câu là em mong muốn em cũng về em thăm con em. Còn cái vấn đề mà nó sợ hay cái vấn đề gì đó thì bé Tiên là quyết cô chú tự hai bên giải quyết dần nhau. Còn chốt lại câu là giờ cô với em hoặc là gia đình bên mình có mong muốn để ngồi nói chuyện với bé Tiên một lần để cho bé Tiên nó thoải mái hơn không? Dạ có. À, thì vậy thôi. Dạ. Rồi em giờ em có chịu trách nhiệm cái vấn đề đó hay không thôi? Dạ có. Nếu mà em có dám hứa với tất cả mọi người là nếu mà sau này em về với bé Tiên á, nếu mà hai bên nó gặp lại thành cái niềm tình yêu thương vẫn còn dung đắp như lúc đầu không? Dạ, cái đó là có điều quan trọng nữa. Chứ không phải là nó sẽ yêu thương con và bé Tiên. À. Thì cái đó là cái mấu chốt câu chuyện vậy. Bà ngoại khó quá thì thôi cho hai chồng nó xuống nhà trọ ở cũng được, cái đó cô qua đây cô cũng đồng ý luôn. Dạ cô, con mời con xuống đây luôn. Thì con nồi cô đại diện cho thôi, cho thôi, dạ để hai mẹ con đó thôi. Dạ cô thì bên gì đó là cô cũng có ý kiến như đó thôi. Dạ nói chung thì đứa bé là tất cả, qua nay thôi là vài triệu người theo dõi bé Tiên rất là nhiều. Vậy biết sao không, con nhỏ này là nó giúp mà cho nó 600 ngàn nhờ dương muốn nhà trọ đó. Dạ. Rồi cái nó đâu có nói, rồi cái nó cầm 5 triệu xuống, rồi cái chợp nó thợ cái điện thoại của người ta, rồi nên thành ra cô nói là không có đưa cho nó nữa, đưa nó rồi mai mốt rồi lỡ nó thợ của ai nữa mình đem tiếp. Thợ cái điện thoại gì cô? Nó cho cái điện thoại của cái chú ngoài điện đài đó. À. Là cho nó ở nhờ đó. Rồi có qua lấy lại kêu nó xin lỗi, người ta không xin. Cái đó là mới lấy đây nè, hôm bữa chủ nhật á, mới lấy điện thoại lại hôm bữa chủ nhật. Cái này là con không biết cái chuyện đó là chuyện của đó là cái nằm ở trong quốc khuất. Thì bây giờ mình cứ từ từ về, nếu mà còn tình cảm đối với nó là như cháu dâu hay con dâu, còn tình cảm thì mình cứ dạy em nó từ từ để cho nó trưởng thành hơn. Giờ nếu hai đứa còn thương mình hai dắt lại được. Chứ giờ không lẽ giờ để cho đứa trẻ không có cha. Cô cũng khuyên nói nó vậy đó. Giờ thí dụ bà ngoại khó quá thì vợ chồng con xuống nhà trọ ở. Dụ Tiên với thằng này đồng ý thì thằng này cũng ai khó dễ gì đó. Mà nếu ở nhà trọ thì tụi em chịu ở không? Anh dạ. Trai nè. Dạ chị, em bình thường em đâu có gì đâu. Nhưng mà em đây, ở đây là Út luôn chưa? Thứ hai. Đó thì nãy em nói em tên Hậu không? Tên Châu. Châu ha. Thì vậy đó Châu, thì vấn đề cái khúc mắc mình của mình thì mình phải tự xuống mình gỡ và mình làm sau đó cho tất cả mọi người thấy là em vẫn còn thương bé Tiên với, để hai đứa cố gắng nắm tay vẫn nhắc nhiều nhau đi. Thì duyên đến đâu thì đi đến đó. Quan trọng là giờ xuống chính em phải xuống để em an ủi tinh thần cho bé Tiên để nó có sức khỏe để sinh em bé ra. Sức khỏe của bé Tiên giờ rất là kém. Anh nói thiệt, nó đứng lên đi xuống đi, nó có một mình à, ăn cũng đi đâu đâu hỏi đâu mua đồ ăn. Cái này là nó đau bụng ngâm á.
có phải là sinh trước cái ngày mà siêu âm thì anh chỉ khuyên như đó thôi, còn cái phần còn lại là của em thì em cứ có lời muốn tâm sự thì em cứ nói, rồi có chỗ nào bé đầu tiên sai vấn đề gì thì em cứ nói ha. Dạ em còn vấn đề nữa thôi, là muốn là hai đứa gặp mặt nói chuyện ba mặt lại, ví dụ nói nhau thống nhất về cái khoản quan điểm nào đó, thống nhất với nhau chứ đâu bên nào tự bên nào nói cũng đâu được, phải hai bên thống nhất với nhau rồi nói chuyện thôi chứ. Đó thì anh cũng mong sao thì em xuống thăm bé Tiên, thật sự là hồi đó là 2-3 ngày nay khi mà không tụi anh không hỏi thôi, hỏi á là Tiên nó rớt nước mắt mà khóc bao giờ hai con mắt nó sưng mấp luôn, tối nó ngủ không được luôn, đó là cái rất là khổ. Thì mấy anh nói vậy thì tha gì mấy anh tìm cách nói thôi, bây giờ tìm cách sao đưa nó về đây thì cho đằng này tụi em lo cho nó, em cho nghỉ thôi, cô cho con nói ha. Tại vì cái này là cái hiểu lầm của hai vợ chồng, khi mà em trai đây về từ Sài Gòn về đây á thì Tiên đã hiểu lầm là em trai này bỏ Tiên nên Tiên mới không biết đi về đâu, mới có người giúp đi chỗ này đi chỗ kia. Sau đó thì cái chuyện hiểu lầm đó thì do nghĩ là em trai này bỏ Tiên nên đâu có dám về nhà chồng được, cô cũng phải hiểu giùm cái chuyện đó. Em mới nói là phải hai bên ba mặt một lời nói chuyện đúng nhau. Không tại vì cô hiểu lầm thì nếu mà hiểu lầm mình không nói ra thì sẽ càng hiểu lầm hơn nữa, nó sẽ phức tạp hơn nữa. Chứ coi gì là bữa nào anh em mình nói chung là tạo điều kiện một ngày gần nhất sớm nhất để cho hai vợ chồng với lại mẹ chồng gặp thì cô có, nếu mà cô nói nãy cô nói con là cô hiện tại bây giờ cô có thật sự là cô có giận bé Tiên hay không thôi? Giận thì giận cái gớm nó đi nó không về thăm con, nó nói là vậy thôi chứ còn nói chung là giận thì cũng không có giận cái gì, nó cũng không có gì để mà giận nó. Có nghe nó đi nó không về thăm con nó thôi, mình cũng thật sự là cô cũng không hiểu được trong câu chuyện đó luôn. Đúng rồi, đâu biết câu chuyện nó làm sao nó không về thăm con nó, nó cũng còn nhỏ thì mình cũng đâu phiền trách gì nó đúng không? Đứa nào cũng nhỏ mình cũng đâu phiền trách gì nó, về mình cũng dạy dỗ nó từ từ thì chứ nếu như nó chịu nghe thì dạy dỗ nó từ từ thì nói chung đằng này hồi đó giờ thương nó dữ lắm. Chứ không ai ghét bỏ gì nó. Thương nó. Thì bây giờ như anh em tụi con á là có cái ý kiến như vậy thì cô thấy nãy giờ có hợp lý hay không thì cô cũng chia sẻ luôn để tụi con biết ha. Bây giờ nhờ mấy anh giúp đỡ cái gì đó thôi chứ giờ em cũng không biết nói gì hơn. Dạ. Rồi đây là hiện tại là cô đang làm công việc gì cô? Thì ở nhà giữ nó chứ là cổ mà. Dạ, ở nhà mình bao nhiêu thành viên? Dạ 6 người. À 6. Cha nó với hai người, rồi hai anh cháu nó, con em nó với con nó. Dạ. Là hiện tại là sống một trong một căn nhà ở đây ha. Dạ là 6 người. Làm ruộng. Dạ không làm ruộng làm vườn. Dạ nhà đây ở thuê đó. Ủa, nhà ở đây ở thuê nhà. Ở nhà thuê hả? Ở nhà của bà ngoại. Bà ngoại đứng tên, bà ngoại. Cũng như ở nhà của bà ngoại đó. Ở nhà ở đậu chứ không phải là ở thuê. Ở đậu. Trời ơi. Thì đó, thì nói chung thì còn nhỏ quá thì anh nghĩ em nên suy nghĩ kỹ lại trước khi mình làm việc gì. Nhiều khi hai đứa cứ giống như là nó thẳng luôn, chứ cuộc sống nhiều khi là không có tiền thôi, là hai đứa đã lục đục với nhau rồi là qua tiếng lại câu mâu với nhau rồi xong cái thái độ á nó không có hợp lý nên giận hờn, thì anh nghĩ là cái đó là cái điểm yếu của mình thì mình nên khắc phục lại ha. Thì anh nghĩ là chắc trong tương lai thì anh với anh Tâm rồi tất cả mọi người sẽ sắp xếp cho bé đó. Ở đây phải đi xuống dưới nha, chứ bé nó đi không nổi đâu. Rồi giờ bụng nó bự lắm rồi, đi không nổi. Mà sáng chở đi khám thai rồi. Nói chung là thai cũng nói chung là bị cũng hơi yếu một chút. Như là bị thiếu nước ối. Thiếu nước ối, nhẹ cân. Tại vì nó đi không có mình nên đó, nó đi ra đi vô và thiếu ăn, không có chất rồi động thai vậy đó. Thì thôi thì coi vậy đi. Không mấy giờ thôi em trai, qua cái video này em có lời nào gửi đến bé Tiên không? Em cũng có lời gửi là bé Tiên với em sẽ nói chuyện trực tiếp rõ hơn, rồi nói chuyện giải quyết khúc mắc của hai vợ chồng. Rồi em có còn thương bé Tiên như ban đầu không? Dạ còn. Là vẫn còn thương như buổi ban đầu thôi ha, không có gì hết. Dạ.
Tại cái tiên sợ hay ngại gì, tại không chịu chịu đây thôi chứ. Nói chung thì không, gia đình đâu có sợ cấm cản đâu. Thật sự luôn, nếu mà tụi con mà với anh Tâm là không quay thì cô cũng không biết là hiện tại cô có thêm một đứa cháu nội nữa. Nếu mà cái chuyện mà hai đứa nó giấu cô mà đi phá thai luôn, mà khi mà mất đứa con nó đi rồi, cô nghĩ sao? Vì có biết gì đâu, nó phá nó giấu rồi nó không nói cũng đâu. Nhưng mà lỡ như cô biết một cái rồi, cô biết thì chửi rồi thì cũng thôi như vậy. Biết thì cũng chửi. Mình có cảm thấy là sao, tại sao con mình nó lại nỡ làm như vậy không? Hai đứa thì nó nỡ động thì biết em biết nói gì giờ. Khổ lắm giờ. Em thấy để đó, con nhỏ nó chạy dốc đó. Dạ. Em giờ em thấy là ở nhà đi, 6 người mà đi làm được có 2 người. Bây giờ em nhà lo cho mẹ với nhỏ đó. À, bây giờ con mới hiểu được cái vấn đề nhà cô nè. Như em trai này là lao động trong gia đình, là nuôi tất cả những thành viên trong gia đình, đúng không? Đó. Nhưng mà cô sợ nó nếu mà đẻ thì em trai này sẽ không có đủ sức để lo. Không phải, tại vì còn cha nó, cha nó là lo trong gia đình, nó chỉ lo cho con nó với vợ nó thôi. Nhưng mà em trai này không lo nổi. Dạ, nó lo cho gia đình nó. Cũng phụ tiếp. Dạ, phụ tiếp nó lo cho gia đình nó. Dạ, phụ tiếp phần nào đó thì tiền sữa, ví dụ tại nói vậy chứ mấy tháng nay nó đâu có tiền đâu, thì em cũng phải kiếm sữa sùng. Ủa rồi em như thí dụ về quê đây rồi, công việc mình nó bấp bênh như vậy rồi, mình có định hướng là mình làm thêm công việc gì khác không, hay mình chỉ là định đang làm hồ sơ lên phố làm lại. À, là chuẩn bị lên thành phố là làm lại nữa. Dạ, xin công ty làm vô làm lại cho ổn định. Ừ. Ở quê mình thì nói chung là cũng có nhiều chỗ làm, quan trọng em có chịu làm hay không thôi, chứ không phải là không có chỗ làm, đúng không? Đó, thì thôi thì cái chuyện nói chuyện của em giải quyết thôi, bây giờ mình tới đây thôi. Mình hiểu được cái vấn đề nào trong câu chuyện rồi, thì kính mong quý cô chú anh chị khán giả, quý mạnh thường quân trong nước ngoài nước thì theo dõi phần tiếp theo của video, thì tất cả như anh Tâm, Tâm Ròm và Trường như là tất cả anh em đây sẽ để bé Tiên gặp được gia đình bên chồng rồi ngồi giải quyết bàn bạc nhau, thì có những video tiếp theo thì mong quý cô chú anh chị mình cùng theo dõi video của tất cả anh em. Dạ thôi, con cảm ơn cô. Dạ, cô đã nhín ít thời gian ra để mà trò chuyện về vấn đề của bé Tiên, thì con cũng mong cô hãy đừng giận quá, để cho bé nó có sinh em bé ra được rồi lúc đó thì mình tính sao mình tính. Hẹn cô ha. Dạ. Không biết gì, thôi cảm ơn anh tới đây rồi giúp đỡ cho Tiên. Dạ. Giúp đỡ Thượng Tiên thì em cũng mừng, cũng cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cũng không biết nói gì hết. Dạ rồi, cảm ơn cô.